ăn nói ấp áp úng. Ở đây mà nói như thế mất hết khách. Anh vừa ra trại. Cái gì? Cái vấn đề mày sống tốt hay xấu liên quan gì đến tao? Chính anh mới là người đang phản bội đấy. Tôi đã nghe thấy hết rồi. Tao đến với Thu tiền. Thằng chó này. Nếu như em không nghe lời, chị sẽ đuổi việc em đấy. Có phải là em đang muốn chia rẽ hai bọn chị đúng không? Chị đã đuổi em đi. Công ty nguy đấy mà. Cô em bất lực không còn cách nào cả. Tôi đã cắm cô mấy cái sừng rồi. Thế còn còn đứa con trong bụng của tôi thì sao? Alo em à? Ừ. Anh vẫn ngồi ở quán. Em đến chưa? Ừ. Nhớ đi cẩn thận đấy nhá. Yêu em. Dạ, em chào anh ạ. Anh cho em hỏi là anh có phải chủ quán đây không? Ừ, đến xin việc à? Mà ở đây ấy, chỉ tuyển full time thôi. Mà trong cậu còn trẻ này, không làm được cả ngày đâu. Em làm được anh ạ. Thế không phải đi học à? Em... dạ... em chưa học xong cấp 3 này. Thế trước làm ở đâu rồi? Em... Ơ kìa, ăn nói ấp áp úng. Ở đây mà nói như thế thì mất hết khách. Mà tôi ấy, tôi chỉ muốn nhận những người thật thà. Nếu không ấy, tôi không nhận đâu. Dạ, thật với anh là em vừa ra trại. Cái gì? Mày là dân xã hội á? Em, dạ. Thôi, tao không nhận những cái thằng ra tù vào tội như mày đâu. Anh ơi, em xin hứa là em không làm gì xấu đâu ạ. Không là không, biến đi. Anh ơi, anh cố gắng giúp em lần này cho anh ạ. Mày là nhèo thế nhở? Mày có tin tao gọi công an lên gô cổ mày không? Có chuyện gì thế anh? À, không có gì đâu. Cái thằng ra tù vào tội này nó đến xin việc ấy mà. Anh nói nó không nghe, nên anh động tay động chân tí thôi. Cái gì cơ? Đi tù á? Phải. Những cái loại người như thế này ấy, thì mình không dây, không tử tế gì đâu. Đúng là trước đây tôi đã từng gây gổ và phải đi trại cải tạo. Nhưng không có nghĩa là đến bây giờ tôi cũng vậy. Để đi đâu cũng bị xua đuổi và ghét bỏ. Chính những con người như anh mới đang khiến bọn tôi phải quay lại con đường phạm tội đấy. Cái thằng này, cái vấn đề mày sống tốt hay xấu liên quan gì đến tao? Mày muốn đấm à? Thôi, anh. Em thấy cậu ấy nói cũng đúng mà. Em lại có bênh nó à? Em không bênh. Nhưng mà anh thử nghĩ lại mà xem. Bố em ngày xưa cũng đã từng phạm tội và phải đi tù. Sau khi ra tù, nếu như không được mọi người yêu thương, giúp đỡ, thì làm sao bố em có được như ngày hôm nay? Nhưng cái thằng này... Thôi, em đã nói vậy rồi. Anh cứ để em nói chuyện với cậu ấy. Em tên là gì? Dạ, em tên là Đức ạ. Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 19 tuổi rồi. Con trẻ. Đức này, công ty chị đang thiếu một chân bảo vệ. Hay là em có muốn làm bảo vệ cho công ty chị không? Được thế thì tốt quá. Được, hồ sơ của em đây ạ. Được rồi, nhân sự bên công ty chị sẽ liên hệ với em để trao đổi công việc trực tiếp nhé. À đây. Đây là danh thiếp của chị. Nếu như em cần gì liên hệ với chị. Ủa, chị là chủ tịch của NCT à? Em cảm ơn chị ạ. À, em sẽ cố gắng làm việc ạ. À, cố lên em, chị tin em. Dạ. Alo em à, anh đang ở công ty của Mụ Thu. Ừ. Mà anh bảo này, anh đang vòi tiền của cô ta. Rồi nếu mà được ấy, chúng ta đi du lịch nhá. Ok, yêu em. Mày làm gì ở đây đấy? Tôi làm bảo vệ ở đây. Bảo vệ à? Mày làm bảo vệ ở đây rồi mày định cuỗm đơn chủ tịch đúng không?
Anh đừng ăn nói linh tinh. Tôi chỉ coi chị Thu như là chị của mình. Và chị Thu cũng vậy. Chị em. Rồi chúng mày định cắm cho tao hai cái sừng đúng không? Chính anh mới là người đang phản bội đấy. Tôi đã nghe thấy hết rồi. Lát tôi sẽ nói với chị Thu. Mày thích mách lẻo đúng không? Tao sẽ kể thêm chuyện cho mày để mày đi mách lẻo nhá. Tao đến với Thu là vì tiền. Vì tiền thôi, mày hiểu không? Mày... Mày nghĩ cô ta tin mày à? Cô ta chỉ thương hại mày vì mày nghèo thôi. Tao với Thu ấy, yêu nhau được 5 năm rồi. Mày thích thì mày mách đi. Mày mách đi! Thằng chó này! Em đang làm cái gì đấy hả? Em... Anh đã nói với em rồi. Em nhận làm gì cái thằng này? Nó làm sai, anh nói cho nó biết. Thì bây giờ nó lại lôi thù cũ ra để nó dọa anh. Em thấy hài lòng chưa? Mày nói cái gì? Thôi đi! Chị đã nói với em rồi, là muốn làm việc ở đây thì phải bỏ cái thói côn đồ đi. Nếu như em không nghe lời, chị sẽ đuổi việc em đấy. Nhưng mà chị ơi, em có... Không nhưng nhị gì hết. Chính chị đã chứng kiến rồi. Chị nhắc lại một lần nữa, đây là môi trường công sở. Em liệu mà cư xử cho nó lịch sự, phải phép. Em mà tiếp tục lêu láo thế này thì chị cũng sẽ không chịu nổi em nữa đâu. Đấy, em thấy chưa? Em có làm sao không? Anh không sao. Nhưng mà chắc chắn rồi sẽ sao đấy. Anh đã bảo em rồi, em nhận làm gì cái thằng đấy? Ra tù vào tội, trông chờ được cái gì nó? Nhưng mà... Anh hiểu ý em. Nhưng mà em thử nghĩ xem, làm gì có ai được may mắn như bố em đâu. Hôm nay là anh, rồi mấy nữa là nó. Nó đối xử với khách hàng như thế thì mình lại mất hết mối khách hàng à? Anh nói cũng đúng nhỉ. Thôi được rồi, em sẽ giải quyết chuyện này. Mình đi. Nào, bây giờ em trả lời đi. Tại sao em lại hành xử như vậy? Em nói chị cũng có tin đâu. Em đang thái độ thế nào với chị đấy? Chẳng thái độ gì cả. Em... Thôi được rồi. Bây giờ nếu em nói là anh ta đang lợi dụng chị có tin không? Và cả việc anh ta đang có tình nhân ở bên ngoài nữa, chị có tin em không? Đấy, em nói rồi mà, chị đâu có tin em đâu. Không, không thể như thế được. Bọn chị đã quen nhau được hơn 5 năm nay rồi. 5 năm thì cũng chính là 5 năm mà anh ta lợi dụng chị đấy. Chính em đã nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại với tình nhân ở bên ngoài. Đức, có phải là em đang muốn chia rẽ hai bọn chị đúng không? À, em làm vậy để làm gì? Em nghe cho rõ đây. Chị chỉ coi em như là em trai của chị thôi. Ngoài ra, chị không có bất cứ một thứ tình cảm gì với em cả. Chị mong là em đừng làm cho chị phải thất vọng. Chị đang nói cái gì đấy? Anh ta suy nghĩ lệch lạc về em thì đã đành. Đến bây giờ cả chị cũng vậy à? Chính em mới là người phải thất vọng rồi này. Thôi, việc của chị tự quyết, em làm. Thôi, không phải làm việc nữa đâu. Chị... Nó vậy là sao? Có nghĩa là từ giờ trở đi, cậu đã chính thức bị sa thải khỏi công ty này. Tôi không muốn trong công ty của tôi có một người làm việc mà quen cái thói côn đồ như cậu. Đã vậy, nói lại còn không chịu tiếp thu nữa. Cậu ra ngay khỏi công ty của tôi đi. Được, chị đã đuổi thì em đi. Oh.
Anh đây rồi. Có việc gì mà em gọi anh đến sớm thế? Công ty nguy rồi anh ơi. Bố em cũng bất lực không còn cách nào nữa. Giờ mình phải làm sao đây anh? Chuyện của em liên quan gì đến anh? Nhưng mà anh là chồng sắp cưới của em cơ mà. Thì sao? Em muốn anh an ủi em á? Rất tiếc, em tìm người khác đi. Sao? Sao lại như thế được? Thế lúc trước thằng Đức nó chưa nói với em à? Anh yêu em vì tiền đấy. Bây giờ em hết tiền rồi thì anh hết tình. Thế thôi. Không, không thể như thế được. Sao lại không thể như thế được? Thật ra ấy, không phải đợi đến bây giờ đâu. Từ trước ấy, tôi đã cắm cho cô mấy cái sừng rồi. Thế còn, còn đứa con trong bụng của tôi thì sao? Còn á? À, tôi nói cho cô biết này. Cái đấy là ý định của tôi. Là tôi muốn làm rể nhà tỷ phú đấy. Còn bây giờ thì... Tôi không ngờ anh là đồ khốn nạn. Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Đúng đấy. Cô nghe này, đây là lần cuối cùng và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Chị làm sao không? À, kéo thằng này là tác giả của cái thai này chứ gì. Thôi, hai người ở lại mà chăm sóc nhau nhá. Chị, chuyện ở công ty em cũng nghe các đồng nghiệp cũ kể rồi. Em sẽ giúp chị trả nợ. Em định giúp chị thật sao? Vâng, thật ra thì gia đình em cũng có oan của để ấy. Nhưng trước giờ do em lông bông nên bố mẹ không tin tưởng để giao bất cứ cho em thứ gì cả. Thời gian vừa qua thấy em tu trí nên bố mẹ cũng cho em một chút kha khá để lập nghiệp. Cộng với số tiền em dành dụm được thì chắc cũng giúp được chị. Chị... Giờ chị không biết nói gì nữa. Chị cảm ơn và chị xin lỗi em. Chị không phải cảm ơn em đâu. Nếu ngày trước không có chị tin tưởng và cho em cơ hội để hoàn lương thì chưa chắc em đã có ngày hôm nay. Bây giờ em làm như vậy cũng là điều nên làm mà. Chị... Mà chị ơi, chị đừng bỏ đứa bé nhá. Mà không có tội tình gì cả. Nếu anh ta không nhận thì em sẽ chăm sóc cho hai mẹ con chị. Em... Chị đừng hiểu lầm. Trước giờ ấy, em chỉ có chị như chị gái thôi. Mà bây giờ chị mang thai thì em phải có trách nhiệm chăm sóc cho chị và cháu của em chứ. Chị cảm ơn em. Phải hứa là không được bỏ cháu của em đâu nhá. Chị cảm ơn em nhá. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Việc gì tôi cũng phải chỉ tận tay nó mới làm được. Nhìn cái bộ dạng quê mùa cục mịch của cô thì ai dám thuê tôi làm quảng cáo cho họ nữa à? Chứ sáng ngày ra vừa mới đến công ty mà đã nồng nặc mùi chuột chết rồi. Nhưng mà không phải mình thật mà. Đi làm thì ăn mặc lôi thôi, đã thế còn tự ý nghỉ. Cút tôi khỏi đây, nhanh. Xin tự giới thiệu, tôi là chủ tịch của công ty đã vừa giành được hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm NCT. Cứ dâm tâm cứ giở trò gì hả? Những gì mà tôi có được của ngày hôm nay là do các người đã dồn tôi vào bước đường cùng mà có đấy. Anh đừng nhắc đến chuyện này nữa, em muốn nghe đâu. Còn không. Này bà ơi, trưa nay ăn gì đấy? Sườn còn gì nữa, sếp bảo còn gì. Ngon tuyệt. Giật cả mình. Này, chả hiểu sao anh Lâm anh lại thuê của Lợ về làm việc nhỉ? Ừ ấy,
trông xấu cả đội hình của mình. Mà đã thấy còn ngu nữa cơ. Việc gì tôi cũng phải chỉ tận tay nó mới làm được. Mà mỗi lần nhìn thấy nó ấy, là tôi lại dùng mình mang tiếng làm công ty truyền thông ấy mà ăn mặc như con nhà quê ấy. Thì mày nói, trẻ về sau như Lâm Anh ưng điểm nào? Hay là con ông cháu cha? Con ông cháu cha cái nỗi gì? Bà ơi, nhà nó nghèo kiết xác ấy, làm gì có tiền đâu. Chắc là may mắn vào đây thôi. Xếp, làm cái này. Em chào sếp ạ. Em chào sếp ạ. Cô Thu, tôi thuê cô về đây để làm việc ấy, không phải để cô làm xấu hình ảnh công ty của tôi, cô hiểu chưa? Nhìn cái bộ dạng quê mùa cục mịch của cô thì ai dám thuê tôi làm quảng cáo cho họ nữa à? Em xin lỗi ạ. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Cô có biết vì cô ấy mà tôi làm hỏng mất bao nhiêu hợp đồng rồi không hả? Ai cũng phàn nàn về ngoại hình, về cái cách làm việc của cô. Từ mai ấy, nếu cô còn ăn mặc bộ dạng quê mùa như này ấy, thì ở nhà luôn cho tôi, hiểu chưa? Vâng ạ. Cô Quyên, lát lên văn phòng gặp riêng tôi nhá. Vâng ạ. Ừ. Oanh ơi, bà có ngửi thấy mùi gì không? Chứ sáng ngày ra vừa mới đến công ty mà đã nồng nặc mùi chuột chết rồi. Chuột chết á? Công ty mình có chuột chết à? Thì mùi người hôi ý. Mũi bà điếc à? Đâu, ngày nào tôi chả tắm, tắm hai lần mà. Hay là... Thu, có phải cậu không? Nhà vệ sinh ở trong kia kìa. Nếu mà cảm thấy khó chịu thì cứ vào trong đi. Chứ mùi như thế này, cậu cứ ngồi ở đây cả văn phòng mình chắc là ngạt thở vì cậu mất đấy. Không, không phải mình, ngày nào mình cũng tắm mà. Thôi, cứ đi vào nhà vệ sinh đi. Ở đây mọi người không làm việc được ý. Bọn tôi không chịu được. Tôi vừa dọn đồ cho bà rồi đấy. Hôm nay chịu khó mang về nhà làm việc nhá. Nhưng mà không phải mình thật mà. Ôi, đi về đi, đừng lằng nhằng nữa. Cứ mang cầm về đi. Ở đây mọi người không làm việc được đâu, mà không phải lo đâu. Chứ tí anh Lâm đến tôi bảo cho. Chứ bảo ở đây tí anh đến anh ngửi cái mùi của bà ấy, xong rồi có khi lại bị trừ cả tháng lương ấy. Cầm về đi. Này, phải đi nhanh nhanh nhanh. Thế thôi, mình đi về trước. Xử kệ đi, làm việc đi. Ngứa cả mắt. Mình thơ mắt. Ừ. Em chào sếp ạ. Sếp gọi em có việc gì đấy ạ? Tôi gọi cô, tại sao giờ này cô mới đến? À, tôi hỏi cô nhá. Cả ngày hôm qua cô đi đâu? Cuối năm rồi ấy, mọi nhân viên đều chăm chỉ làm việc, có một mình cô là nghỉ. Đã thế lại còn không xin phép tôi. Tôi hỏi cô, tôi thuê cô về làm nhân viên hay về làm sếp của tôi mà cô tự ý nghỉ như thế hả? Sếp ơi, em xin lỗi sếp ạ. Nhưng mà em tưởng là hôm qua Quyên và Oanh đã xin phép. Này, im ngay cho tôi. Ai cho cô nhắc đến cái Quyên hả? Cái Quyên nó vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, mang về cho tôi biết bao nhiêu hợp đồng như thế. Này, hay là cô ghen ăn tức ở đấy? Em không ạ. Đi làm thì ăn mặc lôi thôi, đã thế còn tự ý nghỉ. Cô chọc tức tôi nhá. Cô có biết vì cô ấy
mà tôi lỡ mất bao nhiêu hợp đồng gì không? Sếp ơi, em thực sự xin lỗi sếp ạ. Nhưng mà hôm qua là quên và anh bảo em... Thôi, tôi cho cô 30 phút nữa dọn hết đồ ở cái văn phòng này đi. Cô nghe rõ chưa? Tôi nói cho cô biết nhé, hạng người vừa không xinh đẹp lại không có tài như cô ấy thì sẽ không bao giờ có được thành công đâu. Cô nhớ đấy. Sếp ơi, em xin sếp cho em một cơ hội làm việc ạ. Sếp... Cút tôi khỏi đây! Nhanh! Đi! Lâu thế nhở anh nhở? Chào anh Lâm. Chào xin cô. Lỗi vì đã để anh phải đợi lâu. Vâng. Chào cô ạ. Cô ngồi đi. Cô là... Xin tự giới thiệu, tôi là chủ tịch của công ty đã vừa giành được hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm NCT. Tôi trông anh có vẻ bất ngờ thì phải. Chính anh là người đã chủ động hẹn tôi ra đây mà. Vâng. Đúng là như thế. Nhưng quả thật tôi nhìn cô rất quen. Tôi với cô đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Anh Lâm có vẻ mau quên quá nhỉ? Tôi đã từng là nhân viên cũ của công ty anh mà. À, cả cô Quyên nữa. Cô Quyên thì như chưa nhận ra tôi thì phải. Cô phải là Thu. Ngày trước cũng làm ở công ty truyền thông Quốc Lâm Media đúng không? Chính xác. Là tôi đây. Thật không ngờ giờ cô đã thành công như thế. Chúc mừng cô. Cảm ơn anh. Thôi, không nói về chuyện cũ nữa. Bây giờ chúng ta bàn về hợp đồng được chưa? Dĩ nhiên là được rồi. Okay. Nhưng mà tôi muốn bàn việc riêng với anh. Và kể cả thư ký cũng không được ngồi ở đây. Quyền này, em ra xe em đợi anh được không? Em thông cảm nhá. Tính cái Quyền nó vẫn đồng đảnh từ xưa đến nay mà. Xem ra hình như anh Lâm với Quyền đã trở thành vợ chồng thì phải. Đúng là nồi nào úp vung nấy. Kìa, sao em lại suy nghĩ như thế? Từ trước đến nay Quyền nó vẫn là trợ lý của anh mà. Thôi, anh không cần phải giải thích đâu. Chúng ta vào việc chính luôn nhá. Được. Anh Lâm ạ, anh cũng biết rồi đấy, NCT là một tên tuổi lớn. Muốn ký được hợp đồng với họ, chúng ta phải đáp ứng rất nhiều những yêu cầu. Anh biết, hợp đồng lần này rất lớn. Mà em nắm bắt được cơ hội, quả thực anh rất nể phục em đấy. Thu này, em có thể nể tình xưa nghĩa cũ mà giúp anh lần này được không? Trông anh cũng có vẻ có thành ý đấy nhỉ. Thôi được, nể tình tôi và anh cũng là chỗ người quen bao nhiêu lâu nay. Tôi sẽ giúp anh. Đây, tôi gửi cho anh danh sách của những yêu cầu. Và có cả bảng báo giá nữa. Công ty anh chuẩn bị mà lo đi. Ui, anh cảm ơn em nhá. Anh cảm ơn Thu nhá. Không có gì, anh khách sáo thế. Anh Lâm, bây giờ anh còn ngồi ở đây được à? NCT, họ đang đòi hủy hợp đồng với bên mình, thiếu sót quá nhiều điều khoản cái kìa. Cái gì? Còn cái gì á? Anh đi ngày đi đêm, chết mê chết mệt nó mà anh nghĩ tưởng được hợp đồng ngon à? Bên NCT đòi hủy hợp đồng vì bên mình thiếu sót tất cả các yêu cầu họ đưa ra. Họ đang đòi bồi thường hàng tỷ đồng cái kìa. Chuyện này là thật à? Chẳng em đùa à? Xin chào. Mày còn dám vác mặt đến đây làm cái gì, hả? Tại sao mày lừa bọn tao? Suốt 10 năm qua, bấu víu vào giám đốc, mà cô cũng không khá hơn được nhỉ? Chắc là giờ nhìn tôi thế này, cô ghen tị lắm phải không? Tôi báo cho hai người một tin, chuẩn bị bán công ty đi mà đền.
cô làm gì sau lưng tôi. Trước mặt thì cô ngon ngọt, nhưng mà sau lưng cô dâm tâm cứ dở trò gì hả? Cái lúc tôi ngon nghẻ thành đạt thì anh dở trò tán tỉnh yêu đương. Cũng chính anh đã nghe lời cô ta đuổi tôi ra khỏi công ty. Vì cái gì? Vì ngoại hình, vì năng lực à? Đây chính là cái kết cho gã giám đốc nhu nhược và hám sắc như anh đấy. Cô đừng có mà lên mặt dạy tôi. Dù cô có làm chủ tịch đi chăng nữa thì mãi 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 cô vẫn là cô nhân viên nghèo hèn, hôi hám bẩn thỉu và ngu dốt của công ty Quốc Lâm Media mà thôi. Anh đúng đấy, để lên được chức nữ chủ tịch ngày hôm nay mày đã phải ngủ với bao nhiêu thằng rồi hả? Cái loại bán thân nuôi miệng như mày không có đủ tư cách để dạy đời bọn tao ở đây đâu. Tôi không chơi xấu đồng nghiệp, tôi cũng không bán mình cho giám đốc. Những gì mà tôi có được của ngày hôm nay là do các người đã dồn tôi vào bước đường cùng mà có đấy. Hóa ra bao nhiêu năm mày vẫn ôm hận để trả thù à? Khá lắm. Nhưng mà nói để cho mày biết, bọn tao ấy sẽ lấy lại tất cả, và mày cũng chỉ đứng dưới chân bọn tao thôi. Công ty sắp phá sản, thanh xuân của cô cũng không còn nữa. Tôi khuyên cô hãy tìm một thằng khác để mà đục đẽo bám víu đi. Mày, sự việc đã đến nước này rồi, em có định bỏ em? Thôi anh, anh đừng nhắc đến chuyện này nữa, em không muốn nghe đâu. Em, anh Lâm, đến mức này rồi mà anh vẫn còn chưa tỉnh ra à? Bao nhiêu năm qua anh nuôi cô ta, giờ thì sao? Các người làm ơn hãy sống cho nó tử tế và đừng có giả dối nữa. Cuộc đời này công bằng lắm. Em lại là con người cạn tàu rau mang đến vậy đâu. Đúng đấy, tôi là con người như thế thì làm sao? 10 năm qua ở bên cạnh anh cho tôi được cái gì ngoài chức thư ký quèn hả? Còn anh nhìn cô ta đi, bây giờ cô ta như thế nào hả? Cô ta ấy chỉ coi anh như con kiến thôi. Bản thân tôi mới là con ngu theo anh đấy. Cô, tôi làm sao hả? Anh nhìn anh Hải lái xe đi, ít ra ấy anh ấy còn mua tôi được cái nhà. Còn anh ấy, anh cho tôi được cái gì hả Lâm? Anh cho tôi được cái gì? Cô ngủ với nó rồi à? Có đúng không? Ừ, đúng đấy. Còn khốn nạn! Anh dám tát tôi à? Hả? Sao anh dám tát tôi? Ôi trời ơi, mọi người ơi, làm ơn anh đi mà xem này. Thằng Quốc Lâm, chủ tịch của Quốc Lâm Media dám đánh người này. Tại sao anh dám đánh tôi hả? Thôi, các người cứ ở đấy mà bù lu bù loa lên. Tôi xin phép về trước. Bye. Con kia, mày đứng lại cho tao. Con kia. Con khốn nạn. Thank you.